hồ ngọc hà hé lộ hai điều cấm kỵ ông xã đặt ra cho con gái lisa lisa và leon nhà hồ ngọc hà kim lý luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân lập riêng cho các con mới đây hồ ngọc hà có đăng tải cuộc đối thoại đáng yêu với con gái lisa cụ thể trong đoạn clip gần một phút lisa chơi với bộ móng tay đỏ mới của mình tuy nhiên khi chỉ vừa mới sơn xong lisa lại quay ra bảo mẹ bóc ra hồ ngọc hà ngay lập tức nói với con gái vừa sơn xong nên để đó không mở để đó vừa mới sơn xong mà Tại sao thế? Sợ cái gì? Hồ Ngọc Hà tiết lộ ông xã cấm con gái làm hai điều này. Khi được mẹ hỏi sợ cái gì, Lisa liền đáp, sợ ba la con. Nghe được câu trả lời của con gái, Hồ Ngọc Hà liền hỏi, ba la ý hả? Ba không cho làm gì? Ngay sau đó bé Lisa liền đáp, ba không cho cắt tóc ngắn. Về phần sân móng tay, Lisa cho biết điều này vẫn được cho phép. Bên cạnh đó, Lisa cũng nói rằng bố Kim Lý không cho các bé đụng tới hình xăm qua cuộc đối thoại giữa Hồ Ngọc Hà và Lisa, có thể thấy Kim Lý cũng có những nguyên tắc nhất định trong việc nuôi dạy con cái. Cặp sinh đôi Lisa Leon nhà Hồ Ngọc Hà Kim Lý ngay từ khi mới chào đời đã trở thành những nhóc tỳ nhà sao siêu hot. Trong khi cậu ú Leon liên tục gây bão với những biểu cảm hài hước thì Lisa lại gây ấn tượng bởi tính cách nhẹ nhàng giống mẹ. Kim Lý không cho con gái cắt tóc ngắn và đụng tới hình xăm. Lisa và Leon đã lên 3 tuổi loạt mâu mạnh đáng yêu của hai nhóc tề nhà cường đô la su chin giỏi hơn visua cậu út su tin hệt anh trai su beo những hình ảnh của hai con nhà cường đô la khiến dân tình không khỏi rụng tim vì quá đổi đáng yêu cường đô la đàm thu trang là cặp đôi nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi về chung một nhà hiện tại không chỉ có cuộc sống giàu có cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì các nhóc tỳ vô cùng xinh xắn đáng yêu loạt khoảnh khắc cưng hết nớp của chị ba su chin và cậu út su tin Mới đây nhất trên Facebook, Cường Đô La hào hứng đăng tải loạt hình ảnh khi đi cắt tóc của ái nữ Su Chin và quý tử Su Tin kèm dòng trạng thái cu te quá nên ba ba phải flex thôi. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, hai nhóc tỳ đốn tim dân tình bởi 7749 biểu cảm cưng xỉu. Nếu như ái nữ Su Chin có phần giỏi hơn thì quý tử Su Tin lại vô cùng vui vẻ, lộ nụ cười tươi hết cỡ. Ái nữ Su Chin có phần hơn giỏi khi bị Cường Đô La đưa đi cắt tóc. Nhiều người nhận xét, nhóc tỳ có phần giống hệt anh hai Rubel khi đều sở hữu những đường nét trên gương mặt cùng vẻ ngoài điển trai từ người bố doanh nhân. Quý tử Sư gây sốt bởi đôi mắt to tròn, hai má phúng phính cực đáng yêu. Nhóc tỳ được nhận xét là sao y bản chính từ Cường Đô La, cuộc sống hôn nhân của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Đám cưới của Cường Đô La và Đàm Thu Trang diễn ra vào năm 2019 sau 4 năm kết hôn, cựu người mẫu đã hạ sinh đủ nếp đủ tẻ cho ông xã doanh nhân với sự chào đời của hai nhóc tỳ Su Chin và Su Tin. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bình yên cùng các con. Bên cạnh đó, Đàm Thu Trang cũng rất thân thiết và yêu thương Su Beo, con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Dù bận rộn công việc, thế nhưng Cường Đô La vẫn dành thời gian để chăm sóc các nhóc tỳ. Hôn nhân hạnh phúc phiên mãn của Cường Đô La và Đàm Thu Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ.